Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, chiều nay, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân đã đến thăm tặng quà một số gia đình chính sách tại phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Đến thăm các gia đình ông Ngô Văn Di, thương binh 1/4, là du kích xã Hòa Hải, hiện sống cùng vợ là thương binh 2/4, gia đình bà Nguyễn Thị Ảnh, vợ liệt sĩ, đồng thời là thương binh 3/4, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày. Gia đình bà Phạm Thị On, vợ liệt sĩ, đồng thời là thương binh 3/4, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, bị địch bắt tù đày. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe đời sống của các gia đình chính sách, người có công, chia sẻ những mất mát khó khăn của các cá nhân và gia đình, đồng thời bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của các gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố mong rằng các gia đình chính sách, người có công tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực vượt khó vươn lên trong cuộc sống, tiếp tục nêu gương sáng để thế hệ trẻ học tập noi theo.